Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Choose Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu thông tin ngày hôm nay nhé. Oppo Reno 5 vừa ra mắt, mỏng nhẹ, mặt lưng đa sắc, camera nâng cấp siêu mạnh. Giữ đúng tinh thần của dòng sản phẩm Reno thì bên cạnh thiết kế nổi bật, Oppo Reno 5 còn mang tới sự nâng cấp mạnh mẽ về camera, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung. Mặc dù là vẫn sử dụng lối thiết kế cơ bản như người tiền nhiệm với khung viền cong 3D và được bo tròn ở các cạnh, cụm camera được đặt dọc đối xứng cùng với logo Oppo. Tuy nhiên thì ở trên Reno 5, phần mặt lưng này đã được dày công chăm chút với hai lựa chọn màu sắc là đen huyền bí và bạc đa sắc, và người dùng sẽ cảm nhận được hiệu ứng chuyển màu khác nhau. Nếu như phiên bản đen huyền bí mang tới nhiều sắc độ đen được ám màu như tím than, xanh dương, thì ở trên phiên bản bạc đa sắc, hiệu ứng chuyển màu glow cho phép phần mặt lưng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, từ xanh dương, cam, vàng, đỏ, hồng, tím. Với mỗi góc chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy được ít nhất là hai màu sắc chính được hòa quyện vào nhau, trông rất là bắt mắt. Nổi bật của phần sau của Oppo Reno 5 đó là cụm 4 camera lớn được thiết kế giống như đàn anh tiền nhiệm là 3 camera chính, được đặt ở trong một bộ khung bo cong và phủ lớp màu tương đồng với mặt lưng. Điều này thì giúp cho tổng thể chiếc máy trở nên hài hòa, liên lạc và không tạo cảm giác khó chịu khi mà cụm camera quá lớn. Máy được sở hữu màn hình đục lỗ với kích thước là 6,43 inch, màn hình AMOLED với độ phân giải là Full HD cộng. Màn hình này thì có tần số quét là 90Hz và tuy nhiên thì cho cảm giác nhanh như là 120Hz, nhưng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự mượt mà khi mà so sánh màn hình 60Hz trước đây. Cấu hình bên trong của Reno 5 thì chỉ ở mức vừa đủ với vi xử lý là Snapdragon 720G, Adreno 618 và RAM 8GB, ROM là 128GB. Chiếc máy này thì có mức dung lượng pin là 4310mAh và hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 50W. Theo như Oppo cho biết thì công nghệ này có thể sạc 80% pin trong vòng 31 phút sạc và sạc 100% thì chỉ mất là 48 phút mà thôi. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của Choose Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng Choose Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Choose Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của Choose Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.